Loan nha cô chú. Đó, thì buổi chiều ngày hôm nay vừa rồi là chị Loan quay đi. Rồi xin chào chị Loan nha cô chú. Chị Loan ở nhà ơi, chắc mới đi việc gì đó nha. Chào chị Loan nha. Mày đẹp quá ta. Rất là đẹp luôn á cô chú. Loan ơi, đi Út có vé cho YouTuber đi theo không Loan? Hả? Có vé cho YouTuber đi theo đi Út á. Đi nghệ quá đã. Cho em vé vậy. À, nói đến mà cái chuyện đi Út quá anh. Thì vừa rồi là chị Ni cũng có chia sẻ một cái bài viết lên trang Santut là giới thiệu đến ngày ngày 5 tháng 4 hay là ngày 6 tháng 4 vậy anh? À, 5 tháng 4 là diễn tại Út. Nhưng mà cả nhà ơi, diễn Úc thì diễn hai nơi luôn, một chỗ là Sydney với một nơi là Melbourne đúng không anh? Dạ. Thì chị Ni cũng có chia sẻ trên trang cá nhân á, là Hồng Loan chuyến này đi Úc á, là sẽ diễn hai nơi, thì cũng cập nhật từ trang chị Ni là như vậy. Thì để cho cả nhà một thông tin rất là vui. À, thi á, là không phải gì nói chắc giọng của Hồng Loan mà hát hay hay là hát dở gì. Dạ. Nhưng mà ở đây á, mình nói là khán giả yêu mến. Khán giả yêu mến ở đây á, là họ yêu mến từ trong nước rồi hội mến ở nước ngoài luôn anh. Dạ. Chứ không phải là bên kia thì nó nói Hồng Loan diễn dở, hát dở, nhưng mà tại sao được đi Úc để biểu diễn, trong khi đó con nhỏ kia là con sao nó ngồi hạng 3. Dạ. Mà nó tối ngày nó đi bắt bún bò thôi, còn nó chỉ bắt online thôi thì làm gì nó diễn được. Thì bữa nay là nó cũng đang có những cái chương trình lộng tiếng này nọ đồ á, nhưng mà khán giả khuyên nó là đừng có lộng tiếng như vậy để cho mấy cái chỗ bộ phim đó người ta được suôn sẻ hơn. Dạ. Các anh ha, nói chung là em muốn chia sẻ như vậy đó cả nhà. Trong câu chuyện là Hồng Loan sắp đi Úc, hồi nãy chồng Hồng Loan, vợ Hồng Loan là hỏi là có vé YouTuber không, thì anh em có điều kiện thì chúng ta có thể là làm visa đi Úc bình thường. Bản thân mình đi Úc đi bình thường mà mình có passport rồi, mình xin visa đi Úc thôi, rất là dễ, cả nhà đi du lịch á. Dạ. Rất là dễ nói thôi, nói chung là có tiền là mình đi được anh. Đúng rồi anh. Dạ. Thì buổi chiều ngày hôm nay là hai anh em của tụi em cũng có mặt tại nhà chị Loan, dòng sự kiện và Hà Quỳnh Vlog nha cô chú. Đó thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng vừa đi ra ngoài công việc về. Em cũng thấy là chị Loan trang điểm rất là đẹp luôn anh. Dạ. Dạ. Hay là đang đi tập tuồng hay là đi quay một cái quảng cáo đó anh. Dạ. Tại vì chị Loan hiện tại là đang làm đại diện cho một cái thương hiệu mỹ phẩm, lúc nào cũng phải đẹp trước mặt công chúng. Dạ. Đó là điều mình công nhận là như vậy. Cái mỹ phẩm á, theo như thông tin em được biết anh, dạ, mỹ phẩm rất là nổi tiếng luôn á. Đúng rồi anh. Tại vì chị Loan cũng sắp sửa là khai trương thêm một cái shop thứ ba á, là ở quận 12, địa chỉ là 1022 anh. Dạ. Là cái shop thứ ba đó là chuyên bán về những cái sản phẩm mà nói chung á là dành cho phụ nữ nha, cái sản phẩm đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta có shop ăn vặt rồi, có dạ, cái ví da để đi bỏ đồ rồi, thì còn cái là làm đẹp đó nha. Dạ. Làm đẹp là một cái không thể thiếu của người phụ nữ hoặc là người nam. Thì nói chung là có kinh tế, chúng ta có làm tiền, có tiền hay không có tiền, nhưng mà chúng ta phải làm đẹp trước mặt mọi người. Có thể là sau một cái lớp son phấn là chúng ta đẹp, nhưng mà còn phải đẹp cái tâm hồn nữa. Chứ bây giờ con ve đó nha, nó bây giờ nó tô lên một chục lớp cũng vậy, nhưng mà nó dặn lên, nó dặn lú cái bụng rùi nó ra, dặn lố bằng chắc nó ra thì vẫn là xấu vậy thôi. Anh nói đến mà cái một rồi của con ve thì vừa rồi anh là cái bà bánh tét á, là bà cũng có lên live stream á, bà nói cái mụn rồi con dê. Nhưng mà bà bánh tét nha, bà cũng có cái mụn rồi, nhưng mà bà bánh tét mà nói rằng á là mụn rồi của bà bánh tét là mụn rồi duyên, rồi mụn rồi của cái con dê là mụn rồi hãm tại. Dạ. Nhưng mà dù sao thì trời xanh cha mẹ xanh, có mụn rồi đó, nếu mà thích mình phá thôi. Dạ. Còn dê nói là mụn rồi đó phá cũng được, mụn rồi nó phá là mất căn nhà. Đúng rồi, thì mất căn nhà cho hiện tại bây giờ thì nó muốn chiếm đoạt căn nhà số 5 đồn thời điểm nè. Dạ. Cho nên là cũng có xóa hay không xóa là cũng mất à. Mất thôi. Dạ. Nhưng mà đâu phải là nhà của nó đâu mà nó chiếm rồi được. Không có một cái thông tin giấy tờ hay không có bằng chứng gì hết mà lại đi giành nhà, mà trong khi đó mình là người ở nhờ. Ông cậu thì ông xịn, ông vui, ông nói vài câu nhà này cho mày, cho này nọ, cùng cái hưng phấn lên là pi bằng. Mà một điều mình nhớ nghe cả nhà, không biết còn nhớ không nghe, mình nhớ một điều rất là hay nè. Anh Linh Tý cả nhà, khi mà đến nhà của Năm nhậu đó, con ve nó cũng gài Linh Tý mấy lần luôn á. Dạ. Kêu Linh Tý là đọc cái tên nhà là nhà của ai trước mọi người để cho quay lại á.
Linh Tý anh đâu biết trước ở nhà anh đâu đọc đâu. Linh Tý anh cười cười anh nói thôi đang ăn nhậu không quay vô đầm bạ, chỉ có thằng Đông Dương nó ngu. Đông Dương nó ngu nên nó dính có cái bẫy của con ve, chứ Linh Tý thì rất là khôn. Tại Linh Tý dù sao là cũng sống cứ đi cùng với cậu diễn khắp nơi nên rất là hiểu tính tình của cậu. Và rất là hiểu nhiều cái vấn đề liên quan đến gia đình của cố nghệ sĩ ở nhà nên mọi chuyện nó rất là tốt đẹp, không vấn đề gì hết. Thì trở lại câu chuyện này, mình muốn chia sẻ cả nhà xung quanh thêm một vấn đề nữa là nói về chú Bảy. Hôm nay là ngày 12 tây đúng không anh? Dạ. Ngày tháng 3 thì còn khoảng 4 ngày thôi thì chú Bảy sẽ dọn nhà từ một căn nhà quận 10, không biết dọn đi đâu đây. Thì rất là nhiều thông tin liên quan đến vấn đề mà dọn nhà của chú Bảy. Mọi người nói là Hồng Loan làm cho chú Bảy phải dọn nhà nhiều nơi. Dạ. Đâu có đúng đâu anh. Đúng chú rồi. Buôn bán không được thì chú dọn nhà. Bây giờ anh có chia sẻ gì với khán giả diễn này không? Thì ngày hôm qua là vợ chồng chú Bảy cột kheo thì có sao nói vậy nha. Là cũng lên cái live stream là còn nói rằng là hiện tại bây giờ chú nghệ sĩ Vũ Linh mất rồi, nhưng mà sao Bảy cột kheo nhớ về anh Năm Vũ Linh quá đó. Rồi cái nói về chị Loan sao hiện tại bây giờ là bạc bẽo quá cô chú anh chị, bạc bẽo là đỡ là chú Bảy á đó. Chú Bảy phải là đi mướn nhà mà một năm là phải thơ cái 3 lần mặt bằng á. Rồi nói chị Loan đồ này kia. Ủa cái hồi đó anh không biết hả, cái lúc mà chú nghệ sĩ Vũ Linh mà vừa bệnh xuống anh rồi mất á, là tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng á là đều yêu thương chú nghệ sĩ Vũ Linh. Đúng rồi. Cho nên là yêu thương luôn là chú Bảy. Dạ. Đó thì trong lúc đó là chú Bảy bán cái quán bánh xèo á, phải nói rằng bán rất là đắt. Dạ. Rất là đắt nha. Tại vì các cô chú anh chị á là yêu thương chú cho nên là cũng đùm bọc luôn em mà. Đúng rồi. Thì cũng mua, đến vừa mua rồi vừa ăn nha. Mà trong lúc đó anh biết không, vợ chồng Bảy bánh xèo bán một cái bánh xèo là 50k luôn á. Đúng rồi. Mắc. Chính xác. Khán giả nói mắc nhưng mà vẫn ăn. Ăn là tại vì là ủng hộ cho chú á, chú nghệ sĩ Bù Linh. Dạ. Và ủng hộ luôn cho em thôi. Dạ. Chứ thiệt sự bán rất là mắc. Rồi sau khi mà vợ chồng chú Bảy á nha, là bắt đầu là có cái triệu chứng mà quay xe về bên phía con que á. Dạ. Là bắt đầu là khán giả nó cũng yêu thương rất là nhiều cho nên là tẩy chay luôn á. Tẩy chay thì hiện tại bây giờ là cũng bán bánh xèo thì không ai ăn, rồi bán thêm là cái món bột lọc gì đó. Bột lọc. Dạ. Rồi. Bánh ướt nữa. Dạ. Thì cũng bây giờ là bán xong không biết thế nào, nhưng mà trước ngày 16 tháng 3 là chú phải dọn nhà để đúng trả rồi. Lại nhà cho người chủ. Thì ngày 16 tháng 3 là ngày mà chị Loan cùng rồi. Với anh chị em trong gia đình, chị Bình Tinh nè, Vũ Lưng nè, sẽ có một cái chương trình đêm ca nhạc tại sân khấu Trống Đồng. Dạ. Thì bữa đó rất là đông vui ở nhà. Thì cũng là vì cái đó mà sân khấu Trống Đồng á cũng được một cái niềm vui lây là được một bảo sao 5 sao đó nha. Và nghe đâu là sắp tới là bên kia nó cũng tạo một cái gì đó quậy Hồng Loan đó anh. Dạ. Thì mình cũng muốn chờ xem nó quậy cái vấn đề gì, nhưng mà dù sao đi tới đó mình anh em cũng sẽ đến đó để xem. Dạ. Để đưa tin về sự kiện mà Loan diễn coi diễn cái vấn đề gì, ca nhạc hay là diễn kịch. Mà cho dù diễn kịch hay ca nhạc thì mình phải ủng hộ Hồng Loan anh ha. Dạ. Thì đó là thông tin anh muốn chia sẻ cho cả nhà trong bản tin buổi chiều hôm nay xung quanh câu chuyện là Hồng Loan mới đi tập tuồng về cả nhà. Xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà thêm một buổi chiều tốt đẹp và gặp nhiều may mắn nha.